Vâng, xin kính chào toàn thể các quý vị và các bạn. Vâng, và hôm nay là ngày 18 tháng 8 năm 2023. Cả hai chúng em xin lên sóng và review cho anh em một lô máy cưa xích anh em nhé. Đến từ rất là nhiều các thương hiệu khác nhau và dòng này là dòng hàng Nhật bãi nội địa anh em nha. Lô tổng cộng của hôm nay là gồm có 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 con máy cưa xích. Đó. Và hàng của bên em là bao cho anh em là toàn là hàng tuyển lựa và hàng chất lượng luôn anh em nhé. Đánh dấu ký tự lô ngày hôm nay là lô chữ D. Đấy, hôm nay là có siêu tay cụt luôn anh em nhé. Đến từ thương hiệu Makita, cân nặng thì cực kỳ nhẹ luôn. Nhỏ nhất trong phân khúc máy cưa sang pha nhớt, hàng hai thì anh em nhé. Không còn con nào, không còn cái hãng nào mà có thể nhỏ hơn được cái hãng này nữa rồi. Đấy, máy móc thì cực kỳ nhẹ luôn, cân nặng chỉ khoảng 3 kg, hơn 3 kg thôi. Và con này thì hôm nay ký tự là đánh dấu là lô chữ D này anh em. Từ D1 cho tới D7. Và anh em nào mà ưng con nào ở trong video ngày hôm nay thì có thể liên hệ cho cả chúng em ngay để đặt hàng. Và số điện thoại thì cửa hàng đã để dưới màn hình rồi, hoặc anh em là có thể sử dụng Zalo thì kết bạn qua Zalo cho cửa hàng chúng em cũng được. Anh em chỉ cần báo cho em cái anh em muốn chốt con này chẳng hạn, đúng không? Và anh em không biết tên con này là con gì này. Đó, thì anh em chỉ báo cho em là vợ anh muốn chốt con D2 chẳng hạn, thì cửa hàng chúng em sẽ biết ngay là anh em muốn đặt hàng con này và đóng hàng gửi đi cho anh nha. Đấy, hình thức đặt hàng thì cũng cực kỳ đơn giản. Và cửa hàng chúng em thì không cần cọc trước cho anh em, để cho anh em thoải mái và tin tưởng đặt hàng của cửa hàng chúng em. Hàng tới anh em kiểm tra hàng, test nổ rồi anh em thanh toán anh em nhé. Và giá máy từng con máy nhá, thì em đã viết ở trên từng cây rồi này. Đó, nhiều anh em này hay không xem này không biết là giá nó như thế nào, không thấy báo giá. Thì em xin thưa với các quý khách hàng là thì cửa hàng chúng em thì đã có viết giá từng con ở đây rồi nhá. Đấy, này, đấy. Những cái số mà cửa hàng chúng em đánh dấu ấy và ghi ở trên từng cây máy đấy là giá nhá. Giá thành và giá đó thì đã bao gồm phí vận chuyển cho anh em, và tặng kèm cho anh em thêm này một típ vặn buji này, một chiếc rũa xích và một tô vít để cho anh em chỉnh cây máy. Đó, và miễn phí vận chuyển cho anh em không cần mất thêm bất kỳ chi phí gì nữa cả. Hàng tới anh em chỉ cần thanh toán đúng số tiền mà em đánh dấu ghi ở trên cây máy thôi để anh em đặt hàng anh em nhá. Rồi, để đỡ làm vòng vo mất thời gian của anh em. Cây đầu tiên là cây D1. Đó, một con máy cưa đến từ thương hiệu Makita. Con này thì cực kỳ nhẹ luôn. Hàng siêu tay cụt luôn anh em nhá. Và theo máy là một cây lam Latin luôn này. Đấy, cây lam Latin đầu mũi dọn nhọn để cho anh em về. Anh em nào mà thích điều khác cũng được. Đấy, anh em mà thích hay điều khác ạ. Mà cần một chiếc cây lam mà đầu mũi nhọn đấy ạ. Thì con này đáp ứng được cho anh em luôn anh em nhá. Và con này thì quá nhẹ luôn, cực kỳ nhẹ luôn, cân nặng chỉ khoảng tầm 3 kg đến 3,5 kg thôi. Trọng lượng của cây máy anh em nhá. Và dòng này thì nó được tích hợp chụp giật trợ lực cho anh em này. Có núm bơm xăng phụ này, e gió là e gió tự động này. Đấy, bó vào tự nảy về. Đấy, hàng siêu tiện lợi luôn anh em nhá. Thắng xích khóa xích có luôn nhá. Con này thì có thắng xích khóa xích này. Thường thường những dòng máy cưa tay cụt hàng Nhật bãi ấy, thì nó có những con có thắng xích, có những con này không có thắng xích, nhưng mà con này thì được tích hợp hàng thắng xích cho anh em luôn. Chụp giật trợ lực đến từ đường Makita thì quá là nổi tiếng rồi. Đấy, rồi ra test nổ cho anh em nghe nhá. Tích hợp chụp giật trợ lực các anh em, kéo cực kỳ nhẹ nhàng luôn. Đấy. Và con này nhá, dây giật của nó này anh em nhìn không, sợi dây giật cực kỳ mới luôn. Và con này tình trạng máy khá là đẹp luôn anh em nhá. Máy liền lạc, không có bể vỡ hay là cái gì cả. À, anh em nhìn không, sợi xích của nó này, sợi xích của nó thì khá là dày dặn và to bản nhá. Xích này thì nó là sử dụng dài xài xích mini cho anh em. Làm con này dài mặt cắt là chắc nó rơi vào tầm khoảng tầm 30 cm thì đó. Đây. Nó rơi vào tầm khoảng 30 cm, không khoảng chưa tới 30 cm đâu, nó khoảng 2 mấy cm thì đó, 27-28 cm đó. Phần mặt cắt của cây cây lam và xích của nó là xài xích khá là xích mini, và sợi xích này thì còn khá là dày dặn và to bản luôn anh em này. Xích lam xích là nguyên zin của nó luôn anh em nhá. Đó, phần bên trên này là đổ xăng pha nhớt này. Đấy, bên dưới này là nhớt thải để bôi trơn lam xích anh em nhá. Đó, đây có hai nắp và nó có ký hiệu ở trên này hết rồi.
Đấy, anh em nhìn và đổ xăng đổ nhớt cho nó đúng là sử dụng ok đâu. Giật nổ cực kỳ nhanh. Đó. Thấy không ạ? Dòng này dòng siêu tay cụt và rất là nhiều các bác hay săn lùng đây. Hồi trước thì em có một con và đã bán mất rồi, còn bây giờ thì lâu lắm rồi em mới về được một con, lại được một con nữa anh em nhá. Anh em rất là chuộng dòng này luôn và cực kỳ thích dòng này luôn. Đấy, bởi vì nó thiên về nhỏ nhẹ để cho anh em nào mà leo trèo trên cao mà có thể cầm được một tay cực kỳ nhẹ để anh em về phục vụ để leo trèo cắt tỉa những cành nhánh ở trên cao hoặc là về điêu khắc. Đó, thì con này đáp ứng được bởi vì nó cực kỳ nhẹ luôn anh em nhé. Nó là dòng máy cưa nhẹ nhất trong phần dòng máy cưa xăng luôn rồi. Đấy, không còn cái hãng nào có thể nhẹ hơn. Tương tự những dòng cưa tay cụt khác thì nó sẽ nặng hơn con này rất là nhiều nhá. Nó rơi vào tầm khoảng, nếu mà tay cụt nó rơi những cái dòng khác thì nó rơi vào tầm khoảng 4kg đến 4,5kg. Nhưng mà con này nó chỉ tầm khoảng 3kg đến 3,5kg thôi. Cực kỳ nhẹ luôn anh em nhá. Rồi qua con D2. D2 là một con máy cưa đến từ Hitachi. Con này thì nòng của nó là 38 ly, công suất của nó là 30cc cho anh nha. Con này thì về cắt gỗ đường kính cho anh em tầm khoảng 15 đến 20cm đổ lại anh em nhá. Đấy, thì có sao em sẽ nói vậy. Lam dài mặt cắt 35 phân. Tổng thể cây lam là dài 40cm, 40 phân đấy em. Xích con này nó là xài sử dụng xích mini, xích vẫn là nguyên zin nguyên bản của nó luôn. Lam xích là chuẩn zin theo máy luôn anh em nhá. Và sợi xích này thì nó còn tương đối dày dặn. Đấy, sợi xích tầm khoảng 70-80% nữa thôi. Anh em chỉ cần về nếu mà nó bị cùn thì em sẽ tặng cho anh em thêm cây rũa đấy ạ. Đấy, anh em rũa qua một nước thì bao cho anh em cắt thì cực kỳ ngọt luôn nhá. Sợi xích nguyên zin của nó xài cực kỳ bền luôn anh em nhá. Đó, giá con này cửa hàng chúng em đang bán với giá là 2 triệu đồng. Và phần đổ xăng pha nhớt là ở bên trên này đây. Đấy, bên trên máy nhá. Bên trên phần nắp máy này đây. Còn phần đổ nhớt để bôi trơn lam xích là ở bên dưới nhá. Bên dưới cái phần tay ga để bóp ga. Đấy, anh em thấy không ạ? Và con này thì được tích hợp hai ốc chân lam cho anh em về sử dụng thì cực kỳ chắc chắn luôn anh em nhá. Anh em nào mà đấy, sợ là một ốc lam là có bị lỏng hay là bị không thích thì anh em con này thì tích hợp hẳn hai ốc lam cho anh em thoải mái chứ ạ. Rồi máy móc thì liền mạch, không có bể vỡ hay liền lạc gì cả. Có mỗi cái phần tem này đây thì bị mất mất rồi, thấy nó bị mất mất cái phần tem rồi, nhưng mà cái tem thì nó không quan trọng đúng không ạ, quan trọng là bên trong nó như thế nào, máy móc như thế nào. Nhưng mà cửa hàng chúng em cái đấy thì các bác không cần phải lăn tăn. Cửa hàng chúng em thì cam kết cho anh em là hàng chưa bung chạm máy móc và chuẩn zin cho anh em. Vâng, xin lỗi các quý khách hàng, thì mà vừa test nổ thì em có khách ngoài một tí xíu, thì lại tiếp tục video tiếp tục để cho anh em lựa chọn anh em nhá. Đó, đối với con D2 này thì anh em về cắt gỗ đường kính khoảng tầm 15 đến 20 cm đổ lại. Với những khúc gỗ mà nhỏ nhỏ để cho anh em gia đình mình thôi. À, thì có thể như kiểu là bằng cái phích nước chẳng hạn, hoặc là bằng bắp chân, bắp tay, hoặc là những cái khúc gỗ mà nhỏ nhỏ để cho anh em về cất củi nấu rượu hoặc là như tinh đấy ạ. Thì anh em lựa chọn con này thì về thì xài thì bao cho anh em là hơn tất cả những cái dòng máy cưa điện mà những cái dòng máy cưa pin mà đang bán tràn lan ở trên thị trường anh em nhá. Đó, không có gì có thể được qua được cưa xăng đâu ạ, bởi vì động cơ xăng của nó ấy, thì nó giúp cho anh em ấy sử dụng thì cái nhất là thuận tiện này. Thứ hai nữa là nó độ bền của nó thì rất là cao. Mà cái dòng này nó là hàng Nhật nữa thì nó cực kỳ bền cho anh em về sử dụng. Anh em không phải lăn tăn luôn nha. Đấy, máy móc này liền mạch, chuẩn zin đét đẹt anh em nhá. Ốc này anh em nhìn ấy, những cái dòng máy ấy, mà cứ mà những cái phần ốc ác này. Đấy, anh em nhìn thì bao cho anh em là chẳng có tháo ráp gì cả. Đấy, nòng hơi thì anh em cứ cam kết cho anh em là chuẩn zin đét đẹt cho anh em. Rồi, và qua con D3 là một con máy cưa đến thương hiệu Tananka. Con này thì công suất của nó là 33cc anh em nhá. 33cc, giá con này là 2.100.000. Máy móc thì khá là đẹp luôn này. Và con này thì được đặc biệt tích hợp cho anh em là núm bơm xăng phụ. Đấy, lam dài mặt cắt 30 phân, xích sử dụng nó là xài xích mini. Và cái sợi xích này thì còn cực kỳ đẹp luôn anh em. Đấy, xích chuẩn zin luôn anh em nhá. Xích này tầm khoảng lên đến 90% nữa. Anh em thấy không ạ? Đấy, cực kỳ dày dặn, máy móc thì khá là đẹp đây anh em nhìn này.
phần mặt tiền của nó đây nhá. Anh em thấy không ạ? Quá là ok luôn anh em. Máy móc này cực kỳ sáng và cực kỳ đẹp luôn. Vẫn là hai ốc chân lam, và hai ốc chân lam này vặn trực tiếp bằng khóa 13 luôn anh em nhá. Cực kỳ chắc chắn, làm dài mặt cắt 30 cm đây. Anh em nhìn đúng không ạ? Đó. Ốc này, ốc hoa thị, à quên, ốc là ốc tô vít, ốc 7 màu luôn anh em nhá. Khá đẹp luôn này. Đấy. Và con này cửa hàng chúng em đang bán với giá là 2.100.000, vẫn như con kia thôi. Thì con này thì nó là đổ xăng pha nhớt là ở bên trên này, và nhớt để bôi trơn lam xích thì anh em đổ cho em là ở bên dưới này anh em nhá. Đó, công tác ở đây, tắt mở ở đây. Đó, ga ghế kiểu ở đây. Đấy. Thì em chỉnh cái ga anti của nó hơi bị cao, nên là cái sợi xích này thì nó nổ, để nổ ga anti cái sợi xích nó bị chạy này. Đấy, nên là khi anh em đặt hàng con này thì em sẽ chỉnh, căn chỉnh chọt lại cho nó ngon này lại nhá. Bởi vì chỉnh ga anti thì anh em chỉ chỉnh cái ốc này thôi. Đây, em sẽ lấy cái tô vít luôn để cho anh em căn chỉnh cho anh em cho nó ngon lành luôn. Đó, đây em vặn cái ốc gang ti nó hơi bị cao. Đó, đi máy nha anh em. Vâng, con D3 này cả hàng chúng em đang bán với giá là 2.100.000. Vẫn là cam kết cho anh em là chuẩn zin đét đẹp. Và máy con này thì cực kỳ đẹp luôn anh em nhé. Khá là mới luôn. Đấy. Rồi qua con D4 tiếp. Con này thì công suất là 33cc, cũng là thương hiệu Nhật bãi nội địa đấy ạ. Đó, và dòng này nó cũng là dòng Tanaka luôn anh em nhé. Giá con này là 2.100.000 luôn. Lam dài mặt cắt 35 cm. Đấy, từ phần đầu ngọn lam cho tới phần chạm vào cây máy. Và xích con này thì nó là sử dụng là xài xích mini cho anh em. Và sợi xích thì cũng khá là đẹp luôn anh em nhá, tầm khoảng 70-80% nữa. Đấy, tình trạng máy thì anh em không phải lăn tăn đâu, nhìn rồi. Đó, anh em nhìn và tự cảm nhận và đánh giá giúp cho em là con này xem là bao nhiêu phần trăm anh em nhá. Vẫn là hai ốc chân lam, vẫn trực tiếp bằng khóa 10, cực kỳ chắc chắn luôn rồi. Đấy, phần bên trên này là đổ xăng pha nhớt, phần bên dưới là nhớt để bôi trơn lam xích cho nhu cầu anh em về cắt gỗ đường kính khoảng tầm 20 cm đổ lại. Nói chung là về đối với ba con này này, con D2, con D3 và con D4, anh em lựa con nào cũng được. Máy móc nổ thì cực kỳ ngon luôn, anh em không phải lăn tăn luôn nhá. Vâng, qua con D5 đây. Và đây là những sản phẩm cao cấp hơn anh em nhé. Từ con D5, D6, D7. Đấy, ba con này là sản phẩm cao cấp hơn. Đầu tiên là một con đấy, tiếp theo Ryobi. Máy móc khá đẹp và chất lượng luôn anh em nhé. Đấy, anh em nhìn đúng không ạ? Vẫn là hai ốc chân lam, vẫn trực tiếp bằng khóa 13.
và làm con này dài mặt cắt là 35 cm, 350 mm này. Đó, làm xích là chuẩn zin của nó luôn nhá. Và con này thì nó sử dụng là xài xích chung 91. Đó, xích này thì nó dùng chung với sản phẩm của máy cơ điện đấy ạ. Đó, nhu cầu thì con này thì anh em về cho anh em về phục vụ sử dụng gia đình anh em nhá. Sử dụng gia đình cắt gỗ đường kính khoảng tầm 25 cm đổ lại. Con này thì nó là hàng cao cấp luôn bởi vì nó là hệ lòng đứng. Đấy. Hệ lòng đứng. Giá của nó là 2.800.000. Về cho anh em phục vụ sử dụng gia đình, anh em nào mà kinh phí cao đấy, cần một chiếc máy cưa mà nói chung là giá thành mà tầm đắt tiền cũng được. Đấy, nhưng mà xài thì con này thì anh em đồng tiền nào của đấy. Con này thì anh em về sử dụng nhá. Này, nó là hệ giảm nhún lò xo luôn. Không phải là giảm nhún bằng cao su, những cái dòng máy cưa hàng tầm khoảng 2 triệu đây, những ở 2 triệu này nó xài nhún này. Nhún là nhún cao su. Còn con này thì nó là xài nhún lò xo luôn anh em nhá. Cái nhún lò xo này thì nó cực kỳ bền luôn. Cực kỳ bền và cái độ mà anh em độ chống rung của nó ấy, thì nó xài cực kỳ tốt. Và máy con này thì khá đẹp luôn anh em nhá. Nhìn này, cái bộ lưới lọc của nó này. Lưới lọc này lưới lọc giấy luôn anh em nhá. Đó, lưới lọc giấy luôn. Không phải là lưới bằng lọc lưới những dòng máy khác. Máy khá đẹp luôn anh em nhá. Đây, nhìn chi tiết ở bên trong liền mạch, chi tiết rõ ràng. Đấy. Điện đóm nguyên zin này, nòng buji chuẩn zin này. Chưa hề có tình trạng tháo ráp gì anh em nhá. Và con này thì được tích hợp cho anh em là trục giật trợ lực để cho anh em giúp giật nổ cái máy nó nhẹ nhàng hơn. Thắng xích sử dụng đầy đủ này, phần mặt tiền của nó đây. Đấy, anh em nhìn đúng không ạ? Đây. Cũng có lò xo bên dưới luôn anh em nhá. Rồi, và con này thì 2.800.000. Cho anh em về phục vụ sử dụng gia đình cắt gỗ đường kính khoảng tầm 25 cm đổ lại thì con này thì anh em sử dụng quá là ok rồi. Đấy, tháo ráp dễ dàng, sửa chữa dễ dàng. Anh em mà lâu lâu mà muốn mà tháo lọc gió rửa thì cần vặn hai cái này ra thôi. Anh em nhấc lên được không? Có núm bơm xăng phụ đầy đủ cho anh em. Rồi, giật test nổ cho anh em nhé. Tăng 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 như xì bo luôn anh em. Và phần bên dưới này là nó là đây, đấy, nó có ký hiệu nha. Phần bên dưới này là đổ xăng pha nhớt này. Còn bên trên này là đổ nhớt để bôi trơn làm xích. Đấy, anh em cứ nhìn cái những cái dòng máy cưa đấy ạ, thì nó thường thường nó sẽ có hai ngăn. Một căn là đổ nhiên liệu xăng pha nhớt và một ngăn thì nó đổ nhớt để bôi trơn làm xích. Thì anh em cứ nhìn cái ký hiệu anh em nhé. Đấy, để tránh anh em đổ nó có được tình trạng bị lộn. Đôi khi mà nhiều các bác ấy, thì đổ hay bị lộn lắm. Lộn từ nhớt qua xăng, từ xăng qua nhớt là rất là nguy hại luôn. Và nếu mà anh em nào ấy thì chưa biết cách vận hành cây máy, cũng như là chưa sử dụng máy bao giờ mà anh em muốn đặt máy cưa để anh em về sử dụng ấy, thì anh em thì cứ đặt hàng đi. Khi mà hàng tới nhá, anh em gọi trực tiếp video qua Zalo cho cửa hàng chúng em, thì cửa hàng chúng em sẽ có đội ngũ kỹ thuật để cho anh em hướng dẫn cho anh em và hướng dẫn sử dụng cho anh em thẳng trực tiếp trên cây máy như anh em đặt luôn, để cho anh em đặt hàng thì có thể dễ dàng, cũng như là sử dụng thì nó có thể đảm bảo và chất lượng, cũng như là đỡ hỏng lên hư hỏng linh tinh anh em nhé. Rồi, qua con D6 là một con máy cưa đối tiểu Estin MS180. Đây, MS180 anh em nhé. Và dòng này là dòng bãi Đức. Đấy, dòng bãi Đức suốt qua Nhật. Nói chung là nói về hàng bãi Đức cũng được, và nói về hàng bãi Nhật cũng được. Đấy, thì nó sử dụng tại Nhật mà, nhưng mà sản xuất thì sản xuất tại Đức. Đó. Con này thì nòng của nó lên đến 38 ly anh em nhá. Lớn hơn 170. Và con này thì được tích hợp trục giật trợ lực cho anh em này. Trục giật trợ lực giá con này là 3.400.000. Máy móc thì cam kết cho anh em là hàng chuẩn zin đét đẹp luôn rồi. Thắng xích, khóa xích sử dụng đầy đủ đây. Đấy, phần ốp lam là ốp lam tăng chỉnh xích nhanh nhá. Lam con này dài mặt cắt 35 cm, xích của nó là xài xích chung 91, và xích này thì cả chúng em đã lê cho anh em luôn một sợi xích mới luôn rồi. Đấy, luôn một sợi xích mới luôn rồi nhá. Và xích này là chuẩn xích Estin này. Anh em nhìn đúng không ạ? Đây.
Thì anh em có nhìn rõ không? Đấy, đây nó có dập nổi chữ ST này. Đó. Đấy. Lên cho anh em luôn một sợi xích mới xịn rồi anh em nha. Em không phải lăn tan gì nữa rồi. Về sử dụng quá là ok. Rất là phù hợp cho anh em về phục vụ sử dụng gia đình. Đây, phần mặt tiền của nó đây anh em nha. Tem mác ký hiệu còn đầy đủ cho anh em. Con này thì cũng quá là ok luôn rồi. Tình trạng máy đẹp anh em nhé, xuất sắc. Giá 3.400.000. Xăng luôn rồi anh em, không còn một tí xăng gì cả. Đây, dốc sạch xăng. Đang nổ thì bị hết xăng mất rồi anh em nhé. Anh em thông cảm giúp cửa hàng chúng em. Máy móc thì cam kết cho anh em là nổ ngon lành cho anh em. Đó, vừa nãy em đã nổ thì anh em cũng nghe thấy rồi đúng không ạ? Đang quay video thì bị hết xăng mất rồi. Rồi và cuối cùng qua con D7 và một con máy cưa đến hiệu Echo Kirit. Con này thì nó là siêu trường siêu trọng. Anh em nào mà nhu cầu mà cần một chiếc máy cưa mà để cho anh em về sử dụng khai thác tầm trung anh em nhé. Đó, đến hiệu Echo Kirit. Đấy, con này là hệ đề cao anh em nha. Hệ đề cao. Đấy, 37cc cho anh em. Và con này thì có tích hợp là núm xăng phụ này, e gió phần ở đây luôn. Đấy, cực kỳ tiện lợi. Giá của nó là 3.600.000. Con này thì nó chuyên về cho anh em về sử dụng khai thác tầm trung, về khai thác keo, tràm, đủ linh tinh đấy ạ. Đó, những cây gỗ mà đường kính mà vừa phải để cho anh em về sử dụng khai thác. Nói chung là về đôi khi mà anh em có nhu cầu về sử dụng khai thác mà cả ngày luôn em, thì con này đáp ứng được đầy đủ nhu cầu cho anh em nhé. Bởi vì con này được tích hợp này là phần lốc của nó là lốc hợp kim nhôm. Đấy, lốc hợp kim nhôm chứ không phải là lốc hợp kim nhựa. Đó. Và lam con này là hệ thống lam và lam tản nhiệt luôn anh em nhé. Lam tản nhiệt luôn này. Nó có mấy cái cục nhựa ở đây này, giúp cho tản nhiệt cây máy. Xích của nó là xài xích 325, gần như là xích lớn luôn rồi anh em nhá. Đó, lam xích là chuẩn zin của nó luôn đấy ạ, chứ không phải lăn tan đâu ạ. Có tháng xích đầy đủ từ A đến Z cho anh em. Với cái dòng này nhá, và hai ốc chân lam và trực tiếp bằng khóa 13 này. Vâng, và với cái dòng này nhá, em cam kết cho anh em, nếu mà anh em để mà so sánh các anh em nào mà sử dụng khai thác thì có lẽ là không còn xa lạ gì nữa rồi, như thương hiệu là như kiểu là Estin 021, Estin 023 đúng không ạ? Đấy, hoặc là Estin 250. Nếu mà anh em về sử dụng mà để mà so sánh những cái con đấy với lại là con này anh em nhá, thì em cam kết cho anh em thì con này nó ăn đứt luôn những con đấy luôn. Bởi vì con đấy, những con đấy thì nó là sử dụng là hợp kim, nó là bằng lốc là bằng nhựa chứ không phải là bằng hợp kim nhôm như con này. Nên là anh em về sử dụng cả ngày ấy, đôi khi nó tình trạng rất là nóng máy và rất là nguy hại cho cây máy. Còn con này nó sử dụng là lốc hợp kim nhôm này, anh em về sử dụng đôi khi nó tản nhiệt được tốt và nó chịu nhiệt được tốt, anh em sử dụng để đao cho anh em là bền hơn. Nhưng mà cái thương hiệu của Estin ấy thì anh em nào mà sử dụng rồi thì cũng biết rồi đúng không ạ? Đó, các bác thì rất là, bởi vì nó là quá là nổi tiếng rồi nên là giá thành của nó thì cực kỳ cao, nó cực kỳ cao và đôi khi mà sử dụng thì không được ngon như mấy con này đâu ạ. Đấy, một con này thương hiệu này nó là hàng của Nhật Bản, nó là thương hiệu Echo Kirit. Đấy, Echo Kirit, đấy, sản xuất tại nhà máy Yamabiko. Đấy, máy móc chuẩn chỉ luôn anh em nhá. Đấy, nếu mà nhiều anh em mà hay so sánh với lại là con này thì nó rất là bập bênh luôn anh em. Đó, nếu mà anh em mà để mà sử dụng hai con với nhau ấy thì em cam kết cho con này ăn đứt với con đấy luôn. Đấy, cửa hàng chúng em thì em là thợ sửa máy nên là em không nói điêu về những cái sản phẩm như thế. Và em đã cảm thấy như thế và rất là nhiều các bác khách hàng đã sử dụng những con dòng máy Estin rồi. Đấy, bởi vì nó chỉ là thương hiệu của nó thì nó nổi tiếng hơn thôi, nên là anh em tin tưởng anh em lựa chọn những con đấy. Còn nếu mà đối với anh em nào mà anh em lựa chọn con này thì em cam kết cho anh em là không làm cho anh em thất vọng luôn. Rồi, test nổ cho anh em nghe nhá. Giá con này là 3.600.000 này. Tích hợp trục giật trợ lực luôn anh em nhá, trục giật trợ lực luôn. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Mà cần một chiếc máy cưa mà để cho anh em về phục vụ sử dụng khai thác keo tràm thì anh em có thể liên hệ con này anh em nhé. Đó, đặt hàng con này thì về cho anh em sử dụng thì bao chất lượng cho anh em luôn. Nòng của nó là 40 ly, công suất của nó là 37cc. Vâng, và video thì cũng khá là dài rồi, và chúng em đã giật test nổ tổng cộng gồm 7 con máy cưa xích và giới thiệu cho anh em. Anh em nào mà ưng con nào thì có thể liên hệ lại cho cửa hàng chúng em và để đặt hàng anh em nhé. Cửa hàng chúng em thì không cần cọc trước đâu anh em ạ. Anh em thoải mái đặt hàng và anh em đến hàng kiểm tra hàng rồi nhận hàng rồi mới thanh toán. Đó, vâng, và cả chúng em xin kết thúc video tại đây. Hẹn anh em ở những video tiếp theo. Vâng, xin chào toàn thể anh em.